Xin chào các bạn. Tiếp nối với tập trước về chủ đề cá mún, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một dòng cá mún mới nữa. Nếu mà nhìn thoáng qua thì các bạn sẽ thấy nó khá giống với lại dòng cá mún ở tập trước. Nhưng mà các bạn hãy nhìn kỹ kìa, các bạn có thấy ở phần đuôi của nó có vài cái vệt đen đen không các bạn? Dòng cá mún này đã pintail, tức là cái đuôi nó dài ra đó các bạn, mà lại còn có hình chuột Mickey ở đuôi của nó đấy các bạn ạ. Cho nên người ta sẽ gán thêm chữ Mickey Mouse vào tên của nó. Dòng này cũng là một dòng đã có từ trước đây rồi, nhưng mà khu vực của mình không có, cho nên mình cũng tự lai tạo ra các bạn ạ. Mình thấy nó khá là đẹp, phải không các bạn? Mình mời các bạn chiêm ngưỡng những chú cá này, đồng thời nhân tiện chia sẻ với các bạn một số cái vấn đề về việc sinh sản của cá mún này. Trước đây thì mình từng nói rồi, bây giờ mình nói lại thôi. Cá mún này nó đẻ gần như là quanh năm các bạn ạ. Và cứ mỗi tháng thì nó đẻ một lần. Chu kỳ của nó rơi vào khoảng từ 28 cho tới 35 ngày là nó sẽ đẻ một lần. Các dấu hiệu để biết cá sắp đẻ đó là cá sẽ có bụng phình to ra này, rồi có thể là nó bơi riêng ra một góc. Đồng thời ở dưới bụng của nó, cái phần mà gần cái vây hậu môn á, các bạn sẽ thấy có một cái khoảng ở trong bụng nó màu nó cứ đen. Màu đen đó càng đậm thì chứng tỏ là càng gần tới ngày sinh đó các bạn. Khi đó thì các bạn cần bắt cá mẹ, cá bầu á ra riêng để cho nó đẻ, để tránh những con cá khác nó ăn con các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng các loại lồng đẻ giống như là người ta hay áp dụng cho cá bể màu á, hoặc là một cái rổ, hoặc là bất cứ cái gì ở dạng lưới mà có thể ngăn cá mẹ, để khi mà cá mẹ nó đẻ ra các con nó sẽ chui ra bên ngoài, còn cá mẹ thì bị nhốt bên trong để cá mẹ nó không ăn các con các bạn ạ. Dấu hiệu để nhận biết khi nào cá mẹ đẻ xong đó là ngoài cái chiếc bụng nó đã xẹp thì các bạn hãy kiểm tra ở trong cái phần nước đó, nó có một cái đoạn giống như là phân của cá vậy, nó có thể dài tới khoảng gần một đốt ngón tay, nó màu đen. Khi mà thấy cái đoạn phân, cái đoạn dây dây đó là biết cá nó đẻ xong rồi đó các bạn. Bên cạnh đó thì cá mún này này, nó là loài cá trữ tinh, tức là lưu tinh, tức là chỉ cần con đực nó thụ tinh một lần thôi là con mái nó sẽ giữ cái tinh đó xài cho mấy lần đẻ luôn các bạn ạ. Cho nên các bạn cũng đừng quá ngạc nhiên khi thấy không có cá trống mà cứ thấy thỉnh thoảng là cá mái nó lại đẻ được các bạn nhé. Các bạn đã nuôi dòng cá mún nào chưa? Nếu chưa thì hãy thử đi các bạn, rất là tuyệt vời. Không riêng gì là những cái dòng đuôi dài như mình đang nuôi này đâu, có thể là những dòng khác với những màu sắc khác. Nếu các bạn cũng đang nuôi những dòng cá mún rồi thì hãy bình luận để chia sẻ cho mọi người nữa các bạn nhé. Mình chào tạm biệt các bạn.